Xin chào quý vị và các bạn. Tiếp theo em lại lên cho các bác một con máy xay sinh tố, máy xay hoa quả và xay các thể loại xay. Con này thì của nó gọi là gần như nó gọi là dòng siêu Việt luôn rồi, dòng siêu Việt luôn rồi các bác nhé. Dòng này nó là dòng hàng hiếm các bác nhé, dòng hàng hiếm. Và con này nó xay được cả đá các bác nhé. Này. Về cấu tạo con này nó cũng khác hoàn toàn với những con khác, về từ răng diệt cho đến các khác, bởi vì nó là dòng hàng xịn mà, dòng hàng chất lừ mà. Đấy, đây này, đấy. Đây. Ấn ở nút dưới này, để lấy ra nhá. Đây các bác nhìn này, đấy. Cái con dao nhá, các bác nhìn thấy con dao nó quặp xuống dưới nhá. Bình thường các con dao khác nhá, là bốn con là nó đều hướng lên trên đúng không? Bốn con đều hướng lên trên. Nhưng mà riêng thằng này thì là các bác nhìn này, đấy. Là hai con hướng xuống dưới và hai con hướng lên trên. Đó, cho nên nó xay được cả ở phần dưới đáy. Còn những con khác thì là nó đều hướng lên trên hết. Cho nên là gần như dưới đáy nó không cuộn được. Đó. Và tiếp nữa thằng này nó rất là khỏe nhé các bác nhé. Thằng này nó rất là khỏe. Và các cái viên đá mà các bác mua ở ngoài cửa hàng về nhé, nó xay được cả đá ra nhé. Xay được đá ra tốt luôn. Đấy. Còn những thằng khác thì gần như nó sẽ không xay được. Đó. Đó. Còn thằng này là xay được cả đá ra nhé. Đấy. Nó công suất của nó mạnh cho nên nó xay được cả đá rồi, lưỡi dao các thứ chắc chắn. Cho nên là nó rất là ok nhé các bác nhé. Kể cả từ thiết kế này các bác nhìn nhé. Đấy. Đấy. Con này của nó là hàng đấu mạng về cho nên nó rất là đẹp và đây này, nó vẫn còn nguyên cả cái tem các thứ này của nó này các bác nhé. Đấy, nó là hàng đấu mạng ở các siêu thị về mà. Đấy, các bác nhìn này, những con khác hàng bãi là nó dỉ hết cái này rồi. Đấy, nhưng mà những con này của hàng đấu mạng của nó được nâng niu quá cho nên là nó đẹp. Đấy. Và những con hàng bãi, thường thường những con hàng bãi thì nó cũng khoảng tầm xấp xỉ 1 triệu nhá, những con hàng bãi xấp xỉ 1 triệu. Tuy nhiên là cái đồ của nó thì nó kém hơn đây nhiều các bác nhé. Cái con hàng bãi đồ nó kém hơn gấp vạn lần nha. Đây là đồ hàng đấu mạng, nó sẽ đẹp hơn nhiều. Đó. Đó. Và con này thì cái giá của nó các bác nhé, giá của nó thì nó là 1.490.000 các bác nhé, 1.490.000 cho con này. Đấy, bác nào kết em nó thì cứ alo cho em nhé. Số điện thoại của em là 0966 594 581, địa chỉ là 57 phố Nguyễn Hoàng, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội. Con này có chạy điện 100V nữa các bác nhé. Đấy. Giờ em sẽ test máy cho các bác nhé. Đấy, đây là dòng của Joji Juicy. Các bác cứ xem nhé, dòng của Joji Juicy này, đấy, mới lét này. Đấy. Nhìn đẹp không? Đấy. Đấy. Các bác nhìn thấy đẹp chưa? Đó. Rồi, đó. Hàng này nó vẫn là hàng sử dụng rồi nhé các bác nhé. Vẫn là hàng sử dụng rồi ở bên các siêu thị bên Nhật nhé. Vẫn là các hàng sử dụng rồi các bác nhé. Đấy, chứ không phải không nhé. Đó. Và khi mà sử dụng rồi thì nó tất nhiên nó sẽ phải có cái này cái kia, vết này vết kia chứ không phải không, các bác hiểu không? Nhưng mà độ mới của nó rất là ok nhé, độ mới của nó rất là còn ngon các bác nhé. Đó. 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 Rất là ok luôn. Đó. Đó. Đây, những cái chỗ này là thường thường đây là cái vỉa này nó hay bị nhé, thỉnh thoảng. Đấy, thỉnh thoảng một 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 vài đây này, cái chỗ này này. Đấy. Là nó hay bị gần như là 10 con thì 6 7 con nó bị. Đó. Nó không ảnh hưởng gì cả đâu các nhá. Đấy, nó là bị khi mình đặt xuống ấy, mình đặt nó hay bị vấp phải. Đó. Rồi ok, em sẽ thử nhá. Em sẽ thử cho các bác này. Đó. Rồi, bây giờ là quay cái này ra này. Đó, đây. À, đây nhá. Đó, đây này, bấm nút đầu tiên này. Đó. Đây. Nhấp nhả này. Đấy. Cái nút thứ hai là nút bấm giữ chặt nhá. Đấy, nút thứ ba là đấy. Đấy. Nhanh hơn này. Đấy. Nút thứ tư là tắt này. Đấy. Rồi, ok. Máy hoạt động ok nhá. Đấy. Con này hoạt động rất là ok luôn. Đó. Đó. Rồi. Bác nào quan tâm đến con này thì cứ alo cho em nhé. Một con siêu chất siêu đẹp luôn này. Đó. Hàng cực đẹp luôn này các bác nhìn này. Đấy. Đó. Nhìn vẫn còn leng keng luôn nhá. Đấy. Nhìn còn leng keng luôn. Các bác cứ liên hệ qua Zalo nhé, qua Zalo và số điện thoại của em nhé. Đấy. Đấy. Nhắn tin qua Zalo và số điện thoại nhé.
Dạ vâng, em lưu ý nha, cái này của nó là điện 100V đấy các bác nhé. Dạ vâng, em xin được kết thúc video tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại.